Ngày 2 tháng 11, một sự kiện quan trọng đã diễn ra khi đoàn đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã có buổi thăm và làm việc tại bệnh viện chấn thương chỉnh hình thành phố Hồ Chí Minh. Mục đích chính của chuyến thăm là để khảo sát công tác khám chữa bệnh và theo dõi tiến độ thực hiện đề án phát triển y tế cộng đồng, một dự án lớn nhằm bảo vệ và nâng cao sức khỏe của người dân trong giai đoạn từ 2021 đến 2030. Trong buổi làm việc, bác sĩ Hoàng Mạnh Cường, phó giám đốc của bệnh viện, đã đưa ra kiến nghị quan trọng, đó là chấm dứt dự án xây dựng bệnh viện mới tại khu 6A, khu đô thị mới Nam thành phố ở xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh. Thay vào đó, ông đề xuất nên xây dựng mới tại vị trí hiện tại của bệnh viện và mở rộng tòa nhà ký túc xá trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng sau khi thành phố thu hồi ký túc xá và giao cho bệnh viện. Quan điểm này cũng nhận được sự đồng tình từ TSBS Nguyễn Anh Dũng, phó giám đốc Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh, người cũng bày tỏ mong muốn có một bệnh viện 500 giường đạt tiêu chuẩn quốc tế. Để thực hiện dự án này, sẽ cần chấm dứt dự án cũ, giải quyết vấn đề ký túc xá hoặc xây dựng mới tại khu Tân Kiên, H, Bình Chánh, thậm chí có thể là tại TP, Thủ Đức. Ông Nguyễn Anh Dũng cũng bày tỏ mong muốn các sở ngành cùng chung tay hỗ trợ nhằm khởi động dự án mới sớm nhất có thể. Từ phía đại diện Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh đã thông báo rằng nếu được giao làm chủ đầu tư cho dự án bệnh viện chấn thương chỉnh hình xây mới tại chỗ với vốn đầu tư là 1.500 tỷ đồng, họ sẽ phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế và bệnh viện để tìm ra phương án tối ưu trong quá trình thực hiện. Dự án này được xếp vào nhóm A và dự kiến thời gian hoàn thành là 6 năm. Việc xây dựng một bệnh viện như vậy không chỉ liên quan đến việc di rời và phục vụ thi công, mà còn bao gồm cả quá trình lắp đặt, nghiệm thu và bàn giao. Tuy nhiên, đại diện ban quản lý cũng nhấn mạnh rằng với tình trạng hiện tại của bệnh viện, họ sẵn sàng nỗ lực hết mình để đạt được hiệu quả và không thể để dự án kéo dài quá lâu.